Thực hiện nghiêm công tác 1389, từ năm 2022 đến nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi đã cử hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ thường xuyên tuần tra, kiểm soát người, phương tiện, hàng hóa ra vào khu vực biên giới, cửa sông, cửa biển, tích cực tuyên truyền, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, phát hiện, bắt giữ 204 vụ vi phạm hình sự, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, phát hiện xử lý vi phạm hành chính 187 vụ việc, xử phạt hơn 2 tỷ đồng và tịch thu nhiều tang vật, bán bổ sung công quỹ nhà nước 211 tỷ đồng. Thượng tướng Võ Minh Lương yêu cầu lực lượng Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi tăng cường phối hợp chặt chẽ với các lực lượng cảnh sát biển, hải quân và các đơn vị chức năng tăng cường tuần tra, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho cấp trên xử lý nhanh chóng các tình huống, nhất là trong công tác đấu tranh, tấn công, trấn áp các loại tội phạm, xử lý các vụ việc vi phạm đúng pháp luật. Cấp ủy, chỉ huy đơn vị tăng cường nâng cao chất lượng công tác giáo dục pháp luật cho bộ đội và vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia phòng chống tội phạm ở khu vực biên giới biển. Dịp này, Thượng tướng Võ Minh Lương đã đến thăm, động viên và tặng quà cán bộ, chiến sĩ, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi và các đơn vị trên địa bàn.